Cô bắt đầu đề 14, nó cũng tương tự như những đề khác. Mã nước tạo danh sách, lấy dữ liệu trong bản xuất xứ, gỡ xiết bản dò. Vậy thì mình quanh đây mình đặt cái này là xuất xứ. Enter, đặt tên xong thì Enter. Qua bên kia mình chọn cái mã nước rồi data validate. Dạ cô ơi, hình như cô chưa xem màn hình đó cô. List rồi, data validation dạng list, và chỗ này bằng cái tên mình mới vừa đặt, bấm F3 nó hiện ra, hoặc F3 đôi lúc nó không hiện ra thì mình tự gõ vô chữ xuất xứ bằng tên cái vùng đó ha, rồi nhập dữ liệu. Rồi tiếp tên hoa, à cái nãy mã nước chúng ta mình chọn cái này cũng được nè, nhưng qua anh kia cũng được xứ. À, qua anh kia thì nó chính xác theo cái đề, theo cái câu hỏi số 1 hơn. Bây giờ tên hoa tạo danh sách list luôn, data validation dạng list tùy theo, ví dụ Hà Lan thì thấy tên của Hà Lan. Vậy qua bên đây cô đặt tên, cột này từ đây đến đây là tên Việt Nam. Enter. Rồi cái này là tên Hà Lan. Rồi cái này là tên Nhật. Nhớ là không bỏ tiếng Việt, viết giống y như cái xuất xứ nha. Ba ký tự đầu. Những ký tự đầu là cái gì thì mình nhớ, mình có thể đặt khác cô cũng được. Rồi qua đây làm data validation của cả cột tên hoa. Cũng chọn dạng list bằng, nhưng mà nhìn đây Hà Lan thì lấy tên Hà Lan, nhìn đây Nhật lấy tên Nhật, cho nên chỗ này phải dùng hàm indirect để nó trả về cái tên tương ứng với cái mã nước bên kia. Indirect, indirect. Rồi hồi nãy cô đặt tên là có chữ tên, cái chuỗi tên dùng dấu và nối với cái ô đầu tiên là C4, cố định cột thôi, cố định cột C dòng 4 để tương đối. Rồi ok. Rồi nhập dữ liệu, đây Hà Lan thì tên của Hà Lan thôi, này tên của Nhật thôi, này tên của Việt Nam. Rồi ngày đặt, xác lập điều kiện chỉ cho phép nhập ngày trong năm 2020. Cái này dễ, nhưng mà vậy cô nói luôn nè, tất cả các ô đều trong năm 2020. Vậy thì mình có thể data validation, mình có thể chọn date nè ha. Rồi between dữ liệu giữa, chính giữa ngày 1 xẹt 1 xẹt 2020, và ngày cuối cùng là 31 xẹt 12 xẹt 2020. Cái ngày 1 tháng giêng năm 2020 á, thì ngày 1 tháng giêng nó đều là nhỏ hơn 12, nhỏ hơn hoặc bằng 12, cho nên không vấn đề gì hết. Còn như này, ngày 31 tháng 12 năm 2020, nếu nó báo lỗi thì có nghĩa là control panel của mình theo dạng tháng, ngày, năm, không có tháng 31, cho nên mình nhập vô đây 31 ha, ha. Đó. Cái đề này, cái data validation này nó dễ đó, cho nên cô để vẫn được. Control panel của cô chỉnh rồi, cho nên nó sẽ không báo lỗi. Rồi nhập ngày, ví dụ cô nhập 12 tháng 2 năm 20 được ha. Cô nhập 15 tháng 6 năm 19, tại năm 19 chỉ có năm 20 thôi. Rồi năm 20, 1 tháng giêng năm 20 đó ha. Rồi bây giờ số lượng
thì mình không nhập vô, mà bên đây nó có số lượng nè, bên đây nó có số lượng hết á ha, này có số lượng, người ta yêu cầu mình dùng hàm VLOOKUP cấp để lấy số lượng này qua. Rồi vậy coi cô làm như thế nào này nha. Cô giải thích hàm VLOOKUP cấp trước. Bằng VLOOKUP cấp, hàm này có 4 đối số. Đối số đầu là lookup value, là giá trị cô muốn tìm. Ví dụ như cô muốn tìm chữ Cát Tường ha, cô tìm chữ Cát Tường phải. Đối số 2, đối số đầu là cái giá trị mình muốn tìm, lookup value. Đối số 2, table array là một bảng có thể gồm nhiều dòng, nhiều cột. Và phải chọn table array thế nào để cột đầu tiên chứa lookup value. Lookup value của mình có chữ Cát Tường thì cột đầu tiên phải có chữ Cát Tường ha. Rồi thường cố định đối số 2. Đối số 3, nếu tìm thấy lấy giá trị cột nào. Bây giờ nếu cô muốn lấy số lượng thì cô sẽ lấy cột 2. Trong cái vùng mà trong cái vùng table array cô chọn có 3 cột và cô lấy cột 2 ha. Phải rồi. À, đối số thứ tư tìm chính xác ghi số 0. Còn nếu mình bỏ đối số thứ tư á thì nó sẽ tìm sắp xỉ, mà tìm sắp xỉ thì cái bảng này phải xếp tăng dần theo cột đầu tiên. Rồi giờ cô bấm enter nó sẽ trả về số 56 đó ha. Nếu giờ mà cô lấy cột 3, cô lấy cột 3 thì nó trả về 120.000 đó. Vậy đó, hàm VLOOKUP. Rồi bằng VLOOKUP. Rồi giả sử cô tìm chữ sen ha. Rồi tìm ở đâu? Tìm ở đây luôn, cố định. Vậy bây giờ muốn lấy đơn giá thì lấy cột 3 và tìm chính xác ghi số 0, trả về 90.000 ha. Rồi cô cũng tìm chữ sen VLOOKUP. Tìm gì? Tìm chữ sen. Phải tìm ở đâu? Giả sử bây giờ cô không chọn vậy mà cô chọn từ đây, được không? Cố định. Đây nha. Bây giờ cô chọn cột đầu tiên là cột B ha. Và cô chọn hết vậy, cô cũng tìm chữ sen từ B11 cho đến F16. Và nếu tìm thấy, bây giờ thì đơn giá nó ở cột 4, cột 1, cột 2, cột 3, cột 4. Lấy giá trị ở cột 4 và tìm chính xác ghi số 0. Bây giờ thì nó tìm không ra ha. Tại sao? Cô nhắc lại, lookup value là chữ sen, thì phải chọn table array thế nào để cột 1 của table array chứa chữ sen. Tổng quát, phải chọn table array thế nào để cột 1 của table array chứa lookup value. Cho nên chọn như thế này là sai nha con. Phải chọn lại, cột đầu tiên chứa lookup value. Và bây giờ nếu mà cô chọn tới đây thôi, cô chọn có 3 cột mà cô lấy giá trị cột thứ tư thì nó sẽ báo lỗi là reference tham chiếu sai. Mình chọn có 3 cột ha. Chọn có 3 cột, cột C, cột D, cột E là có 3 thôi mà lấy giá trị cột 4 cho nên sai. Hen. Vậy cho nên nếu mình muốn lấy giá trị nào thì mình phải chọn luôn cái cột đó. Và khi mình chọn table array là đối số 2 của hàm VLOOKUP. Chọn table array, mình có thể chọn dư về bên phải, không sao. Nhưng thiếu về bên phải, không được. Tức là thiếu cái cột đó là mình không lấy được. Ví dụ trong trường hợp này, cô muốn lấy cột 3 là đơn giá cái gì? Nhưng table array mà cô chọn như thế này. Chọn như thế này. Rồi cô lấy cột 3 là nó cũng trả về. À, ở đây cô lấy cột 3. Ha? Thì nó cũng trả về reference sai.
sai ghé vào. Vậy cho nên khi mà chọn ví dụ VLOOKUP tìm gì? Cô tìm chữ sen thì lookup value, tập đọc tiếng Anh như vậy nè con, để khi nó mình gõ bằng tên hàm mở hoặc đơn thì nó có cái cú pháp, cú pháp của nó tiếng Anh không à. Lookup value là đối số 1, rồi phải table array, table array phải chọn thế nào để cột 1 chứa lookup value. Rồi cô chọn, và nếu cô lấy đơn giá thì cô chọn phải đến cột đơn giá dư về bên phải không sao ha. Nếu cô chọn hết tới đây cũng được ha. Rồi thường cố định đối số 2. Phải bây giờ cô muốn lấy đơn giá của Hà Lan thì cô lấy cột mấy? Cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 4, cột 5, cột 6, cột 7. Nó sẽ trả về, phải tìm chính xác ghi số 0, nó sẽ trả về 135.000 đó. Đó nè, nó trả về cái giá trị này nè. Tìm thấy chữ sen ở đây. Rồi, lấy giá trị cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5, cột 6, cột 7. Đó. Ha. À, giả sử như cái bảng này nè mà nó xếp theo dòng, ví dụ nó xếp theo dòng thì cái bảng bên đây, cái chỗ này nó tìm trong cột đầu tiên của table array, cho nên VLOOKUP thì lookup là tìm kiếm, V là vertical, tìm trong cột đầu tiên của table array ha. Còn nếu mà nó xếp theo dòng như thế này thì là HLOOKUP, cũng tìm kiếm, mà tìm đâu? Tìm trong dòng đầu tiên của table array. Đối số nó cũng y như là VLOOKUP, chỉ có một cái là nó tìm trong dòng đầu tiên. Rồi, table array phải chọn như thế nào để dòng 1, để dòng 1 của table array chứa lookup value. Đó, cố định. Rồi, nếu tìm thấy muốn lấy đơn giá thì lấy cột 3 và tìm chính xác ghi số 0. Đó, cũng ra 90.000, sen 90.000 nè ha. Vậy thì trong, hình như trong 15 cái đề đầu tiên đó không có hàm HLOOKUP, nếu có thì cũng tương tự vậy thôi. VLOOKUP tìm trong cột đầu tiên của table array, HLOOKUP tìm trong dòng đầu tiên, H là viết tắt của chữ horizontal. Rồi vậy bây giờ quay trở về cái đề của mình, ở bên đây số lượng mình nhìn đây, mình nhìn đây là lavender ha ha, thì làm sao đây, người ta yêu cầu mình phải dùng VLOOKUP. Nếu mà ở đây là lavender thì mình phải tìm trong cái bảng Hà Lan nhé. Mình tìm trong cái bảng Hà Lan bên đây. Vậy cho nên nếu là hàm index thì mình có thể đặt một cột thế này cũng được, đặt nguyên bảng vậy cũng được luôn. Nhưng bây giờ VLOOKUP thì bắt buộc phải đặt tên, phải có cột đầu tiên là cột tên qua. Và mình lấy chút nữa là cái đơn giá là nó khác hả, để coi đơn giá thế nào. Rồi bây giờ cô đặt tên bên kia, bên đây đặt như thế này thì mình dùng VLOOKUP được, và chút nữa dùng index luôn cũng được. Nguyên cái này cô đặt tên là Việt Nam đi, B Việt Nam, còn Việt Nam không cũng được ha. Rồi Việt Nam không đi, Việt Nam enter. Rồi nguyên cái này Hà Lan ha. Rồi nguyên cái này là Nhật, phải viết giống y vậy. Việt Nam không có dấu, Hà Lan không dấu, Nhật không dấu. Rồi bây giờ cô mới qua bên đây,
không dùng công thức mãn, cho nên cạnh thức trong một ô thôi bằng V lúc cấp. Đối số đầu tìm gì? Tìm lavender tên hoa trong ô D4. Phải tìm ở đâu? Nếu đây Hà Lan thì tìm trong cái bảng Hà Lan. Nếu đây là Nhật, tìm trong bảng Nhật. Cho nên chỗ này phải dùng hàm indirect để nó trả về cái tên tương ứng với cái mã nước ha. Và hồi nãy cái tên bảng đó cô không có đặt cái chữ gì trước hết á, cho nên cô chỉ cần click vô đây thôi. Còn nếu mà nãy cô đặt chữ bờ rồi Việt Nam thì cô phải bờ xong rồi nối với C4 ha. Rồi đóng ngoặc indirect. 7. Nếu tìm thấy lấy số lượng ở cột số 2, phải tìm chính xác ghi số 0. Rồi đóng ngoặc. Lavender số lượng 45. Lavender số lượng 45 đúng. Copy xuống. Dòng nào cũng đúng hết. Nhấp đuôi vào fill handle cũng được nè. Rồi đơn giá. Dùng hàm index kết hợp hàm indirect và hàm match để tìm đơn giá sử dụng công thức mãn. Công thức mãn trong trường hợp này trả kết quả về một mãn, cho nên chọn mãn trước kết quả. Rồi cài công thức bằng index, nhìn thanh công thức cô chữ to hơn. Đối số đầu lấy giá trị ở đâu? Thì lấy giá trị, nếu nhìn đây Hà Lan là cô lấy trong bảng Hà Lan. Mà cái bảng Hà Lan nãy là cô không có đặt chữ gì trước hết á, cho nên chỗ này indirect và click trên do nó là công thức mãn, cho nên chọn nguyên cái mãn mã nước. Rồi đóng ngoặc indirect. 7 của hàm index. Cái tên Hà Lan, Nhật với Việt Nam cô đặt nhiều dòng nhiều cột, cho nên hàm index này phải có row 5 và column 5, phải có đủ 3 đối số. Bây giờ dòng số mấy? Dòng số mấy thì nó phụ thuộc vào tên hoa ha. Cho nên dùng hàm match để tìm. Tìm cái gì? Tìm tên hoa. Công thức mãn, cho nên chọn nguyên mãn tên hoa. Phải tìm ở đâu? Nếu đây là Hà Lan thì tìm trong tên Hà Lan, đây là Nhật thì tìm trong tên Nhật. Cho nên dùng hàm indirect để nó trả về cái tên tương ứng với cái mã nước. Cái cột tên hồi nãy là cô đặt có chữ tên ngoài trước, rồi nối với, do là công thức mãn cho nên nối với nguyên mãn mã nước. Rồi đóng ngoặc indirect. Hàm match hai đối số rồi đó, lúc cấp array rồi. Bây giờ đến cách tìm, tìm chính xác ghi số 0. Rồi hàm match này nó trả về số mấy thì lấy dòng đó. Ví dụ hàm match trả về số 3 thì lấy dòng 3. Hàm match này trả về số 2 thì lấy dòng 2. Rồi bây giờ lấy cột mấy? Đơn giá trong những cái bảng mà mình đặt hồi nãy đó là bảng Việt Nam, bảng Hà Lan, bảng Nhật thì đơn giá là ở cột 3. Cho nên này lấy cột 3. Rồi đóng ngoặc. Hàm index. Kết thúc công thức mãn bằng Ctrl Shift Enter. Đó. Lavender 120 đúng không? Lavender đúng rồi, 120.000. Rồi thành tiền. Rồi tiếp, thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Tuy nhiên giảm 10% thành tiền cho nếu hoa hồng và có số lượng lớn hơn 20. Hoa hồng có số lượng lớn hơn 20. Đây mình có hoa hồng không? À, hoa hồng của Việt Nam cũng có, Hà Lan cũng có hả? Rồi hoa hồng có nè. Rồi thành tiền có dùng công thức mãn không? Có. Thành tiền dùng công thức mãn, cho nên chọn mãn trước kết quả rồi cài công thức bằng nguyên mãn số lượng. Bằng. Cô sửa lại bàn phím của cô.
bằng nguyên mãn số lượng nhân nguyên mãn đơn giá. Rồi, bây giờ nếu mà giảm 10%, có nghĩa là nhân với 90%, đúng không? Nhưng không phải cái nào cũng giảm, nếu thỏa điều kiện mới giảm. Nếu nó bao nhiêu điều kiện? Hai điều kiện, chú ý nè. Hôm giờ rồi, như là Thảo đó, coi cô kinh nghiệm của cô nè con nha. Hàm ý mở ngoặc, rồi các điều kiện, đây có hai điều kiện, và hai điều kiện kết hợp bằng và, cho nên nhân nè, mỗi điều kiện bao trong cặp ngoặc tròn, nhớ nha. Điều kiện 1 nhân điều kiện 2, có nghĩa là điều kiện 1 và điều kiện 2 and đó ha. Thì thỏa hai điều kiện đó, giảm 10%, có nghĩa là nhân 90%, ngược lại nhân 1 ha, rồi đóng ngoặc. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu bỏ vô đây để mình điền điều kiện vô. Rồi nè, rút kinh nghiệm nha con. Hai điều kiện thì bao trong ngoặc tròn trước để đỡ nhầm lẫn. Hàm íp, xong rồi mở ngoặc của hàm íp, mặt của ngoặc của hàm íp màu đen nè, hai điều kiện màu xanh lá cây nè, rồi bỏ vô, điểm chèn vô cái ngoặc của điều kiện đầu tiên. Chọn nguyên cột, chọn nguyên cột tên hoa, công thức mãn mà, bằng chữ hoa hồng. Hoa hồng là chuỗi, cho nên bao trong giấy kép. Phải viết giống y vậy nè, hoa hồng. Rồi, phải viết giống y như của họ chứ không thôi là nó không ra, nó không nhận diện được ha. Rồi hoa hồng xong, bây giờ tới đây. Đó là điều kiện 1, bỏ điểm chèn vào ngoặc tròn kế tiếp. Điều kiện 2 là số lượng lớn hơn 20, chọn nguyên mãn số lượng. Đặt điều kiện là lớn hơn 20. Rồi kết thúc công thức mãn bằng Ctrl Shift Enter. Rồi, sử dụng chức năng Conditional Formatting, tô nền màu vàng cho những dòng có phần tiền lớn nhất. Vậy thì chọn dòng dữ liệu từ số thứ tự 1 cho đến 9, chừa dòng màu hồng tiêu đề ra. Home, Conditional Formatting, Manage Rule, rồi New Rule, rồi Use a Formula bằng list lên dòng đầu tiên của những dòng có thành tiền lớn nhất. Dòng có thành tiền lớn nhất, list lên dòng đầu tiên của thành tiền và cố định cột thôi. Bấm F4 cố định dòng, F4 cố định cột. Cột H có đô la là cố định cột ha. Còn dòng 4 để tương đối. Đây. Những dòng có thành tiền lớn nhất thì lớn nhất dùng hàm mắc, mắc mở ngoặc hàm mắc nè, H4 bằng mắc của mắc maximum đó. Chọn nguyên cái mảng thành tiền và cố định cái mảng thành tiền này ha. Rồi cố định rồi, rồi đóng ngoặc. Nếu mà dòng nào mà bằng mắc của cái này thì định dạng theo yêu cầu là tô nền màu vàng, định dạng tô nền màu vàng, format fill tô nền màu vàng. Ok. Rồi, ok. Apply. Ok. Nè, dòng có thành tiền lớn nhất thì cái dòng đầu tiên, cái ô đầu tiên mà cố định cột thôi, bằng mắt của nguyên cột thành tiền, nguyên cột thành tiền cố định cả dòng cả cột. Rồi, câu số 8. Dùng data table một biến kết hợp với công thức mãn. Vậy thì cái này nó có một biến, cho nên để công thức mẫu ngay đây hoặc ngay đây cũng được. Bây giờ cô để công thức mẫu trên ô này nha. Bằng, cô có thể dùng, người ta yêu cầu dùng công thức mãn, vậy thì cô sẽ sum cái mãn trung gian. Rồi mở ngoặc hàm sum, mở ngoặc hàm sum nha.
Trong này nếu, mở ngoặc hàm nếu, nếu mã nước chọn nguyên cột mã nước ha, à, rồi bằng với, bằng với, nó có một điều kiện thôi cho nên cô không cần mở ngoặc của điều kiện. Bằng với ô này nè, ô bên trái, ô bên trái nha, ha, ô B17. Thì nếu thỏa điều kiện đó thì cô cộng cột thành tiền, thành tiền từ từ đây đến đây. Rồi, từ H4 đến H12. Xong rồi cô đóng ngoặc hàm if, đóng ngoặc hàm sum, kết thúc công thức mãn bằng Ctrl Shift Enter. Nhớ là cái này hàm sum ở ngoài, hàm if ở trong chứ không phải là sum if. Cái này là công thức mãn ở trong, nếu cái này thỏa thì nó lấy cái mãn này và nó cộng cái mãn trung gian đó lại ha. Dĩ nhiên nó bằng không. Rồi nếu công thức mẫu mà cô để đây thì cô phải chọn từ trên đây. Chọn thế nào để công thức mẫu ở cái dòng đầu tiên, cái ô đầu tiên của tổng thành tiền ha. Rồi data what if. Rồi data table. Hồi nãy cái điều kiện của công thức mẫu đó cô list bằng ô B17 thì bây giờ và cái đại lượng thay đổi này nè, nó xếp theo cột cho nên cô bỏ xuống column input và cô list trên cái chỗ mà hồi nãy trong công thức mẫu cô list điều kiện đó, ô này B17 và cô ok đó. Thì tổng tiền bây giờ thì cô coi thử coi nghe nha, bằng bao nhiêu? 79 927 500. 79 927 500, đúng rồi đó. Vậy thì đề số 8 có nhiêu, đề số 14 có nhiêu đây hết rồi. Nó không có gì lạ so với những đề hôm nay mình đã làm, chỉ có hàm VLOOKUP ha. Nó có data table một biến giống như đề 10. Rồi cô